Này, có biến rồi. Cậu trộm đồ của tôi, Freddy. Bố, con bị bắn. Anh là cảnh sát ư? Cậu cho rằng mình biết tôi muốn gì à? Đừng trả lời điện thoại, cũng đừng dừng lại. Trong một thế giới đầy rẫy tội phạm, không phải sai lầm nào cũng có thể sửa chữa và thoát khỏi sự trừng phạt. Đón xem Đường Một Chiều, phát sóng vào 9 giờ tối thứ bảy tuần sau trên kênh Warner TV.